Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tổng kho gạch ốp lát Bùi Minh. Thưa các bạn, chúng ta biết rằng là ngày nay gạch giả gỗ là một dòng gạch được sử dụng rất là phổ biến trong các công trình, và đây là một dòng gạch được đánh giá là sang trọng và ấm áp. Vậy thì thưa các bạn, dòng gạch giả gỗ là gì, có ưu và nhược điểm như thế nào, có giá bán ra sao, được sử dụng tại những vị trí nào, thì xin mời các bạn cùng tìm hiểu cùng chúng tôi trong video ngày hôm nay. Thưa các bạn, thì đầu tiên thì chúng ta đến với cái định nghĩa gạch giả gỗ là gì. Thì thưa các bạn, những cái dòng gạch ốp lát nào có bề mặt dạng gỗ thì chúng ta sẽ gọi những dòng gạch đó là dòng gạch giả gỗ. Và thứ hai là phân loại. Thì thưa các bạn, phân loại gạch giả gỗ có nhiều cách phân loại, thì dưới đây là ba cách phân loại mà có lẽ là phổ biến được sử dụng. Thứ nhất là phân loại theo kích thước. Phân loại theo kích thước thì gạch giả gỗ có thể có những phân loại theo những kích thước sau. Thứ nhất là những gạch giả gỗ có kích thước 15x80, gạch giả gỗ có kích thước 15x90, gạch giả gỗ có kích thước 20x60, gạch giả gỗ có kích thước 60x60, gạch giả gỗ có kích thước là 20x1m, và gạch giả gỗ có kích thước là 20x1m2. Thì đó là cách phân loại thứ nhất. Và cách phân loại thứ hai thì là phân loại theo cái chức năng sử dụng, thì sẽ có như sau là dòng gạch ốp tường giả gỗ và dòng gạch lát nền giả gỗ. Và cuối cùng phân loại theo cách thứ ba là phân loại theo cái chất liệu xương gạch, thì sẽ có thành ba loại như sau. Thứ nhất là gạch ceramic giả gỗ, thứ hai là dòng gạch bán sứ giả gỗ, và thứ ba là dòng gạch granite giả gỗ. Thì thưa các bạn, vừa rồi đó là định nghĩa và phân loại gạch giả gỗ. Thế thì gạch giả gỗ có những ưu điểm gì và nhược điểm gì? Thì thưa các bạn, về ưu điểm của dòng gạch giả gỗ, đầu tiên phải kể đến là dòng gạch giả gỗ này có hoa văn họa tiết nó tự nhiên giống dạng gỗ, nó đem lại cái sự sang trọng ấm áp cho công trình. Điểm thứ hai là dòng gạch giả gỗ này nó có khả năng chống cong vênh, chống mối mọt, có khả năng chịu lực tốt, chống ẩm, chống cháy, và đó là những cái ưu điểm hơn so với lại cái dòng gạch so với lại là sàn gỗ gỗ thông thường. Thứ ba là dòng gạch giả gỗ thì lại có giá bán lại rẻ hơn là gỗ. Và thứ tư là dòng gạch giả gỗ thì nó được ngày nay thì do cái công nghệ làm gạch nó rất là hiện đại, cho nên nó làm cho cái lớp men trên bề mặt chúng ta di chuyển ấy, chúng ta sử dụng mà nó cũng có thể là nhìn thì giống gỗ và sờ nó cũng giống gỗ. Thậm chí là có những cái loại công nghệ cao thì chúng ta đi lại bên trên nó cũng cảm giác nó không còn lạnh của gạch nữa mà nó cũng ấm áp như gỗ. Cho nên là đấy là một cái ưu điểm tiếp theo. Và một cái ưu điểm nữa là dòng gạch giả gỗ do là cái người ta làm là cái lớp bề mặt, cho nên là làm được rất là đa dạng các hoa văn dạng gỗ khác nhau, để giúp cái người tiêu dùng chúng ta có rất nhiều lựa chọn cho công trình của mình. Và tiếp theo nữa là dòng gạch giả gỗ không cần phải bảo trì bảo dưỡng như là sàn gỗ thông thường, bởi vì là cái độ bền rất là cao, cho nên chúng ta không hề tốn thời gian để bảo trì bảo dưỡng. Thì thưa các bạn, vừa rồi là ưu điểm của gạch giả gỗ. Và nhược điểm của gạch giả gỗ là gì? Thì so với lại cái sàn gỗ thông thường ấy, thì gạch giả gỗ có một cái nhược điểm, đó là do nó được liên kết với sàn bằng những cái loại keo chuyên dụng hoặc là vữa, cho nên là nó kết dính rất là chắc, và khi mà chúng ta muốn sửa chữa thì là nó sẽ tốn nhiều công sức hơn so với sàn gỗ thông thường. Thì đó là cái nhược điểm của dòng gạch giả gỗ, một điểm. Và thưa các bạn, chúng ta đến với lại yếu tố thứ tư. Điểm thứ tư đó là cái vị trí sử dụng. Thì thưa các bạn, gạch giả gỗ thì ngày nay được sử dụng rất là đa dạng cho các vị trí. Chúng ta có thể sử dụng gạch giả gỗ ở khu vực như là phòng khách, sử dụng trong phòng ngủ, sử dụng trong phòng thờ, sử dụng trong phòng bếp, sử dụng ở những khu vực nền đi xung quanh bể bơi, vân vân. Và như vậy thì gạch giả gỗ được sử dụng rất là đa dạng trong các công trình ngày nay. Và giá bán của dòng gạch giả gỗ là như thế nào? Thì thưa các bạn, giá bán của gạch giả gỗ cũng từ thấp đến cao rất đa dạng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như này. Từ ví dụ dòng gạch cỡ rẻ, kích thước khoảng 15x80 chẳng hạn, thì giá là khoảng 170.000 một mét vuông. Và đến dao động cho đến mức cao nhất là những cái dòng gạch mà kích thước khoảng 20x1m2 thì nó có thể dao động đến là 500.000 một mét vuông cho đến 1.300.000 một mét vuông. Như vậy theo kích thước thì gạch giả gỗ có thể chạy dao động từ 170.000 thậm chí cho đến tận khoảng 1.300.000 một mét vuông. Thì đấy là một cái để chúng ta hình dung được là cái giá của gạch giả gỗ nó đa dạng như nào, vì sản phẩm đa dạng như nào. Thì thưa các bạn, vừa rồi đó là những cái định nghĩa, cái phân loại, cái ưu nhược điểm, cái vị trí sử dụng và cái giá bán của dòng gạch giả gỗ. Thì tiếp theo đây xin mời các bạn cùng nhìn qua cái hình ảnh của gạch giả gỗ mà trong thực tế thì chúng ta sẽ xem để chọn lựa cho công trình như nào. Thì xin mời các bạn cùng xem trực tiếp. Thì thưa các bạn, thì mời các bạn nhìn qua máy quay thì các cái dòng gạch ở khu vực ở đây chúng tôi đã để sẵn đây là các cái dòng gạch giả gỗ.
một số mẫu gạch cả gỗ, ví dụ như là các dòng gạch là kích thước 60x60, 15x80, 15x90 ở trên này, thì các bạn có thể nhìn tổng thể. Đấy thì chúng ta thấy ngày nay rất là có rất là nhiều mẫu mã đa dạng, mà chúng tôi để ở đây một số mẫu thôi để các bạn có thể chúng ta nhìn tham khảo. Đó. Mẫu này, hai mẫu này kích thước 60x60 này. Rồi các mẫu này là 15x90 và 15x80. À, vâng, thưa các bạn, vừa rồi là tất tần tật những cái thông tin trọng yếu, chính yếu xoay quanh là về gạch giả gỗ. Và hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp cho các bạn là hiểu hơn về dòng gạch giả gỗ và chọn lựa được những cái dòng gạch giả gỗ phù hợp với công trình của mình. Và thưa các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này có ích thì xin các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ phía chúng tôi. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi ạ. Xin chào.